Cứ ô tô cứ lên đi, quánh vào đây này em này, để cho nó lên, đánh thẳng vào góc này này. Cái này chú nhìn nào mà chú biết được đấy là khách nhà mình, chú về cho thấy xe như xe ô tô bình thường. Không, chú làm quen rồi chú biết. Mình có những cái lượng khách quen của mình, người ta đến là chú nhìn thì biết hả? Chú nhìn mới biết, mới gặp người ta xin nhan cho mình là mình biết là cái ô tô đấy là muốn ăn nhà mình. Hà Nội mùa này đâu vắng những cơn mưa. Như lời thơ ai đã từng viết thế, chiếc lá thu còn vương bao giọt lệ, mà người về trong tiếc nuối khôn nguôi. Hà Nội ơi, nỗi nhớ vẫn chơi vơi, mưa ngập đường cuốn trôi bao kỷ niệm, để người đi chia tay nhau bịn dịn, em trở về ướt đẫm những vần thơ. Mưa rầm rề cho nỗi tiếc nắng trưa, giọt mưa buồn trên trang thơ nức nở. Bao dòng xe quay tròn trong trăn trở, có thể nào mình bớt nhớ nhau không? Mười chín Kim Mã Thượng đúng không? Ở trên, đây số 7. Quán này thì anh ăn mấy lần rồi? Nhưng chật lắm, quán này chật lắm. Không chật đâu, bây giờ nó mở rộng ra không chật đâu. À. Trước em là ăn có một lối con đằng sau. Vâng. Vâng. Ui từ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán bún ốc các bạn nhé. Quán này thì ngày trước mình ăn cũng khá là nhiều lần đấy. Ở chỗ này chúng ta đang đứng là ở Kim Mã Thượng. Và ngày trước là mình làm ở ngay trên Lotte, có nghĩa là phía sau các bạn này này. Và mình thường là cái giờ nghỉ trưa mình hay ra đây mình ăn cùng với các bạn đồng nghiệp. Em ơi, cho anh một bát đầy đủ nhá. Ở đây thực ra thì có rất là nhiều cái sự lựa chọn dành cho các bạn ấy. Nhưng mà mình thì mình gọi cái món mà thường ăn nhất đấy là đầy đủ. Đầy đủ nhá là bao gồm là có bún ốc to, ốc nhỏ này, giò bò này, có giá là 50.000. Nhưng mà ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn là bún ốc to và giò bò. Đấy cũng là một trong những cái món mà người ta cũng hay gọi ấy. Còn có nhiều cái sự lựa chọn khác lắm thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Hai bát gì đấy ạ? 105. Có 5.000 lẻ không anh? 50.000. Quán ở đây nếu mà nói về tiểu sử các bạn ạ, về thâm niên bán hàng ấy thì theo như mình được biết thì cũng khoảng tầm 40 năm rồi. Vào cái thời ngày xưa là có cái bà cụ bà ấy bán ở trên Bạch Mai ấy. Cho anh xin. Bà bán ở trên Bạch Mai ấy, sau đấy thì bà ấy truyền nghề lại cho con thì hiện tại bây giờ là cô con dâu cô vẫn bán ở đấy. Ngoài ra thì ở đây là con đẻ. Đây, to giò đây. Mấy người ạ? Bốn suất mang về à? Cái này là to đủ à? Có to giò gì? Cái này to giò cái gì? To đủ có đâu ra. Ba bát gì đấy ạ? Ba bát ốc. Ba đủ. Ba đủ. 160. Ông nhỏ, ốc to, giò với bò. Ốc to. Có gì anh? Trưa mai lại ăn thêm nữa. Nữa là xem thử. Được rồi. Anh đi rồi, anh cứ bị coi nhà. Anh cứ giả xong tiền rồi anh đi đường nào cũng được. Bán hai. Hai bát ăn gì đấy ạ? Hai nhỏ đủ. 80. Ốc giò, ốc nhỏ, ốc to hay ốc lớn? Được giò chứ. Giò không gì? Thương ơi, một giò không này. Giò. Của chị gái làm ăn gì ạ? Sao đây đủ? Như nào đó? Bốn bát gì mang về đấy chị? Chị gái ăn như nào? Hai bát gì? Xuân Ba đâu bếp? Bếp bà. Bán hai người ta bảo hai to bò, không phải hai to đủ đâu bà. À thế à? Thôi bỏ ra. Ôi con đây ba chị cơ mà. Bếp ba đấy con ạ, cô ghi nhầm đấy. Nhà ba bát đây mà. Hai bò. À, một bò thần kia. Thế là hai to bò bò. Nhỏ bò. Anh em đang rửa tay dưới này này. Đấy, xà phòng đấy. Rửa tay dưới này có chỗ rửa tay. Bà, cái này lớn không của bao kia này. Hết chưa? Ơ, bà ấy cầm giò không chưa? Giò tủ đấy chị. Ăn nhá, tắm rửa đi. Vừa bán ra lấy tiền em hả ấy. Cho em rổ giò ra đây nhá. Hai nhỏ không đúng không? 60 ạ. Cho em xin 60. Vâng. Chỗ này là địa chỉ là trong 19 Kim Mã Thượng các bạn nhé.
hoặc là chúng ta có thể là đi theo hai hướng, một là theo cái đường mà chúng ta vừa vào này, hai là chúng ta đi vào trong ngõ 35 Kim Mã Thượng. Dạ, cho em thêm quẩy nhé, thêm trà đá. Chúng ta vừa đi vào là phía này, còn cái ngõ 35 Kim Mã Thượng thì cũng có hai hướng rẽ vào đây các bạn nhé. Tí nữa mình ra mình sẽ quay cho các bạn xem. Ngày trước thì mình làm ở trên Lotte ấy, thì mình cũng hay ra đây. Nhưng mà ngày xưa thì ở đây, mặc dù là khi mà mình ăn nhá, thì ở đây thời điểm người ta cũng rất là đông khách rồi. Tuy nhiên thì cái gian bên này là chưa có đấy. Sau đấy một thời gian vì là kiểu quá tải các bạn, ngồi tràn lan khắp nơi, kể cả sang hết các cái ngõ ngách đi vào trong này này. Sau đấy thì một thời gian như kiểu là bị hàng xóm kêu hay như nào ấy, thì người ta bắt đầu người ta thuê thêm cái gian bên này. Đấy là lý do bây giờ các bạn đến sẽ rất là nhiều chỗ ngồi. Nhưng mà mình không biết là các bạn đến vào những cái ngày thường thì có chỗ không ấy, bởi vì người ta rất là đông luôn. Hôm nay là mình đi là vào thứ 7. Mình đi vào thứ 7 thì nó cũng vắng hơn, bởi vì quán ở đây thì đa số là dân văn phòng người ta ăn ấy. Mời các bạn nhé. Thật sự nước ở đây thì mình rất là ưng. Nó hơi có vị ngọt và nó chua ấy, nhưng mà nó chua không nhiều đâu. Cái vị ngọt nó át cái vị chua ấy. Cái miếng thịt bò ở đây các bạn có thể thấy không? Có những cái miếng to, miếng nhỏ này. Nhìn có vẻ thịt bò là cũng hơi vụn. Thịt bò đây ăn rất là mềm luôn các bạn nhé. Ở trong này giò các bạn có thể thấy là có những cái đường gân ấy, nó trong trong này. Ăn cái giò ở đây thì là nó có một cái đặc trưng các bạn ạ, là nó mềm hơn một chút so với cả cái mặt bằng giò chung ấy. Ngoài ra khi ăn vào bên trong thì nó lại hơi giòn giòn do là khi mà cắn vào các cái phần gân ở bên trong này này. Còn một cái đặc trưng nữa khác so với ở chỗ khác đấy là người ta có cái hành và cái tóp mỡ này này. Tóp mỡ ở đây thì người ta thái bé này, nó không to. Ăn tóp mỡ thì nó giòn, ăn giòn mà rất là ngậy luôn. Về hành thì ăn ở đây là mình thấy là nó ăn giống như kiểu hành khô phi ấy. Ốc to, ốc nhỏ này, chúng ta xem có nhiều ốc nhá. Ốc thực ra ở đây là cũng không nhiều lắm, ốc có vẻ béo. Này các bạn nhìn này, ốc to ở đây nhưng thực chất ra cái kích cỡ thì nó cũng không quá to các bạn ạ. Mình thấy nó cũng vừa phải thôi, so với một miếng ăn thì mình nghĩ là vừa. Ăn ốc rất là giòn và ngon. Bún đây, sợi không quá dài đâu, sợi vừa. Còn một điều các bạn lưu ý nhá, cái ớt ở đây ăn rất là cay luôn đấy. Chống chỉ định đối với cả những bạn nào mà không biết ăn ớt nhá, hoặc ăn ớt kém thì hết sức lưu ý về cái ớt ở đây. Bởi vì mình ăn nhiều lần thì mình biết. Đối với mình thì nó là một cái ưu điểm rất là lớn luôn đấy. Các bạn nhìn bát đỏ lên nhìn ngon không? Nhìn đỏ lên ăn mới sướng. Rau sống ở đây cũng khá là tươi. Quẩy đây ăn không giòn, ăn nó hơi cứng cứng một chút đấy. Mình còn chưa cho mắm tôm. Cái điều đặc biệt ở đây các bạn ạ là khi mà vào người ta sẽ không hỏi ăn mắm tôm hay không, và người ta cũng không có chủ động người ta cho mắm tôm cho mình ý. Mà người ta để ở đây một cái lọ này, chúng ta sẽ tự cho mắm tôm vào các bạn nhé. Mình lại nói cái quán ở đây khác biệt gì so với cả Bánh Mai các bạn ạ. Cái quán Bánh Mai mặc dù là chung một lò thôi nhưng mà hai quán lại có những cái hương vị khác nhau ấy. Cái giò này nhai kỹ vào là có thêm cái vị nấm hương ấy các bạn ạ. Nên xem nào. Mình thấy là cái vị nấm hương luôn ấy. Đây này, trong cái miếng giò là có những phần đen đen này các bạn này. Phần đen đen này, khả năng đây là nấm hương này. Vì lúc nãy là mình chỉ thấy là giò nó mềm với cả ăn vào nó hơi giòn giòn đó. Đúng rồi, nó hơi dai dai của nấm hương.
Cái quán này thì nó lại có rau sống, còn cái quán ở Bạch Mai thì không có rau sống các bạn ạ. Ngoài ra mình thấy là ở trong cái nước dùng ấy, trong cái nồi mà người ta đang ninh nước ấy, thì ở phía bên Bạch Mai người ta lại có những cái cục thịt mà người ta bó lại ấy. Còn bên này thì mình đã không thấy. Về cái giá tiền các bạn nhá, cái bát đầy đủ mà mình đang ăn này có giá là 50.000 này. Kể cái bát ốc to mà có thêm giò bò cũng là 50.000. Còn bát này là ốc to, ốc nhỏ, giò bò cũng là 50.000 các bạn nhá. Đó, còn rẻ nhất ở đây thì mình thấy là có 25.000. Là ốc nhỏ không thôi. Còn nếu mà chúng ta ăn thêm giò là thêm bò thì mỗi thứ là chúng ta thêm 5.000 đồng. Ví dụ như là ốc nhỏ, giò bò là 35.000. Về tổng thể mình đánh giá các bạn ạ, thì cái để đầu tiên là về ưu điểm của quán này, thì mình thấy giá cả nó rất là đa dạng và chúng ta có thể chúng ta lựa chọn được. Mình cảm thấy nổi bật nhất đấy là cái nước dùng ở đây ăn mình cảm thấy nó rất là phù hợp. Cái nữa là về giò ở đây ăn có sự khác biệt so với cả giò nơi khác, đấy là ăn bên ngoài nó mềm và bên trong thì nó có những cái miếng gân ấy, ăn nó lại giòn giòn, cảm giác cũng khá là sướng miệng ấy. Tuy nhiên về thịt bò ở đây thì có những miếng mình ăn mình cảm thấy nó rất là mềm, nhưng mà có những miếng mình ăn mình cảm thấy hơi dai dai một chút ấy. Ngoài ra thì là nó vụn. Còn về tổng thể thì mình thấy là ăn rất là ngon, ăn ok. Tóp mỡ ở đây là một trong những cái đặc trưng của bún ở đây ấy. Nhưng mà mình thấy là khi mà ăn vào thì nó cũng không góp phần làm cho cái miếng ăn của mình nó ngon hơn ấy. Mình nghĩ rằng là cái này có thể là nó phù hợp với cả một số những người mà thích ăn tóp mỡ mà thôi. Em mới ăn thôi ạ, 2-3 lần rồi. Em có thể cho anh ăn cái quả em tìm ở đây không? Rất là ngon. Ngon thế này. Và nó có cái đặc trưng riêng, hợp khẩu vị của em thôi. Có gì góp ý không quán? Không, em cảm thấy gì. Cảm nhận đầu tiên là rất là ngon, tại vì cái nước dùng thì nó rất là thanh và kiểu các hương vị nói chung là hòa với nhau, nó rất là vừa vặn mà đậm vị đúng kiểu Hà Nội ấy. Em lâu em mới ăn bún ốc và em thấy cảm nhận được như kiểu ký ức từ hồi bé em ăn bún Hà Nội nó thế nào, thì bây giờ thì cảm giác là cái cảm nhận của mình nó ùa về. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.